Đà Nẵng đang tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó đồng nhất là quận Sơn Trà hiện đã có 5 phường cách ly y tế. Để đảm bảo đời sống của nhân dân vùng cách ly y tế, quận Sơn Trà đã triển khai các biện pháp hỗ trợ, cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân. Tại điểm chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên đường Trần Hưng Đạo, thuộc phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vào sáng nay, đường phố vắng vẻ. Theo các cán bộ nhân viên trực chốt ở đây, mọi người dân tuân thủ nghiêm quy định, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chỉ có một vài xe ô tô làm nhiệm vụ được thông chốt vào trong địa phận phường Nại Hiên Đông. Các xe chở hàng hóa nhu yếu phẩm được cấp giấy thông hành cũng được quyền qua chốt. Bây giờ hàng là địa phương là có một tờ giấy có bằng giá đồng hoàng, ai mua bao nhiêu thì ghi vô đó, gửi tiền cho tổ trưởng và tổ trưởng sẽ đi mua và đưa lại. Thứ nhất, thứ hai, nếu hàng về đây thì người ngoài tới gửi thì tức là tình nguyện viên sẽ nhận và đưa lại chứ không được người ngoài đưa vào tự do. Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà cho biết tất cả người dân trong vùng cách ly y tế trên địa bàn quận Sơn Trà sẽ được thành phố Đà Nẵng hỗ trợ mỗi người 40.000 đồng trên một ngày. Quận cũng đã chỉ đạo cho các phường hỗ trợ người dân không ra khỏi nhà bằng việc giao cho tổ trưởng dân phố và các tổ COVID cộng đồng đi chợ thay người dân. Người dân chỉ cần đăng ký với tổ trưởng dân phố, những mặt hàng cần mua là sẽ được đi mua giúp. Địa phương chúng tôi có 106 tổ dân phố, do vậy chúng tôi thành lập 106 nhóm là để tới những nhóm nào, những tổ nào chia theo khu vực sẽ tới cái điểm tiếp ứng của khu vực là sẽ thay người dân là đi chợ và đem hàng đến cho người dân. Là 7 giờ sáng sẽ xuống hộ dân phát cho họ tờ phiếu để đăng ký hàng đi chợ. Mà chúng tôi là phục dạ của ngày hôm sau, và chúng tôi phục vụ là khi mà hộ dân đăng ký thì ghi trực tiếp vào phiếu mua chợ, phiếu đi chợ những nhu yếu phẩm cần thiết, và quy định là cứ 9 giờ sáng thì là tập kết hàng và giao hàng trước buổi trưa để người ta nấu ăn. Còn buổi chiều thì chúng tôi sẽ làm trước 3 giờ chiều. Cách đi chợ là 3 ngày một lần. Quận Sơn Trà hiện có 5 phường áp dụng biện pháp cách ly y tế, đó là Nại Hiên Đông, Thọ Quang, An Hải Bắc, Mân Thái, Phước Mỹ. Người dân được yêu cầu ở nhà chỉ ra đường trong trường hợp thật sự cần thiết. Người dân các gia đình giữa khu chung cư, khu dân cư không được tiếp xúc, gặp gỡ, ăn uống, nói chuyện, thực hiện nghiêm biện pháp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Người dân không được tự ý đi chợ, thay vào đó sẽ đăng ký nhu cầu mua sắm và có tổ đi chợ thay, mua giúp các nhu yếu phẩm mang đến tận nhà.